Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện. Công bố 3 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Phòng tránh các bệnh thường gặp trong mùa hè ở người cao tuổi. Sau đây là nội dung chương trình. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nhiều cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện mập mờ chuyên môn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhanh chóng tiến hành kiểm tra xác minh các thông tin phản ánh về tình trạng cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện hoạt động không phép trên địa bàn mình quản lý. Sở Y tế các địa phương cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để phát hiện xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở thẩm mỹ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Những cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động chui cần bị xử lý triệt để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực cho xã hội và ngành y tế, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh, việc bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp mạnh mẽ kịp thời từ các cơ quan chức năng sẽ góp phần đảm bảo sự an toàn và quyền lợi chính đáng của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và thẩm mỹ. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung gồm ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Quy định cụ thể các nội dung của 3 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với thời tiết nắng nóng, độ ẩm tăng cao là điều kiện để dịch bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi do sức đề kháng kém. Vì vậy, việc chủ động phòng tránh bệnh cho người cao tuổi trong mùa hè là rất cần thiết. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tăng lên. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân với các bệnh lý phổ biến như đau nhức xương khớp, các bệnh về tiêu hóa, tim mạch. Tôi đau khớp thì cũng vài năm rồi, nhưng mà lên đây thì rồi cái thời tiết thay đổi, mùa nắng lại mưa, cho nên là nó cũng chứ chở trời lại đau. Cứ khỏi được ít hôm, rồi chở trời lại đau. Tôi lên đây được các bác sĩ điều trị thì nói hôm nay là đã được 80%. Theo các bác sĩ, đối với người cao tuổi, khi cơ thể bị mất nước và chất điện giải thì khả năng tự điều chỉnh là rất khó khăn, dẫn đến tổn thương các cơ quan như thần kinh, làm cho cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, bủn rủn tay chân, chóng quên. Ngoài ra, do sức đề kháng suy giảm nên khả năng chống lại các loại vi khuẩn, virus gây bệnh kém hơn. Vì thế mà các loại bệnh dễ dàng xâm nhập. Về mùa hè, người cao tuổi có thể là bị nắng nóng quá, rồi là uống thì ít nước, rồi mình không chú ý đến những các cái thay đổi thời tiết, cái nhiệt độ. Có thể là trong lúc mà mình nằm điều hòa cao quá, rồi đến lúc mình ra ngoài nó cũng đột ngột, có thể là thay đổi. Nên là người cao tuổi cần chú ý đến cái sinh hoạt của mình. Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị, tỷ lệ bệnh nhân biến chứng nặng cũng cao hơn những tuần trước. Đặc biệt với những người mắc các bệnh lý nền như bệnh phổi tắc nghẽn, hen phế quản, tăng huyết áp không kiểm soát, đái tháo đường dễ bị tái phát và nặng thêm. Ở đây đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân mà trước đây chưa từng tầm soát bệnh bao giờ. Thì khi vào đây đã đến biểu hiện nặng nhất của bệnh, đặc biệt các bệnh về gan mật tụy, các bệnh về xơ gan, viêm tụy cấp. Đấy, các bác vào đây trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, dẫn đến tình mạch thực quản, đau bụng cấp rất là nhiều. Đấy, một số trường hợp thậm chí là phải chuyển đi tuyến trung ương để điều trị. Đấy. Ngoài ra thì một số bệnh nền phổ biến khác như đái tháo đường, bệnh lý tăng huyết áp, tim mạch và các bệnh lý về nhiễm khuẩn tiêu hóa cũng thường mùa hè gặp rất là nhiều. Mùa hè nắng nóng, người cao tuổi cũng cần đặc biệt lưu ý để phòng tránh bệnh đột quỵ não. Khi có các triệu chứng ban đầu như đổ nhiều mồ hôi, đau đầu, mặt đỏ, khó thở, cần nhanh chóng cấp cứu kịp thời. Nếu không, bệnh nhân dễ dẫn đến hôn mê, liệt, thậm chí là tử vong. Không phải là mỗi mùa đông mới xảy ra cái tình trạng đột quỵ, mà mùa hè chúng tôi cũng gặp rất là nhiều các bệnh nhân bị đột quỵ não do những cái bệnh nhân đó bệnh nền và tăng huyết áp. Nên là những người cao tuổi cũng cần chú ý về đi khám định kỳ, uống thuốc đều đặn
theo lời khuyên của bác sĩ. Với những người cao tuổi đã mắc bệnh lý nền trước đây thì điều quan trọng nhất mùa hè là phải tuân thủ điều trị của bác sĩ, đi tầm soát sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ. Thứ hai nữa là thực hiện chế độ ăn uống ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn uống nước lạnh và các đồ nước ngọt có ga. Chế độ ăn thì nên đảm bảo đủ dinh dưỡng, thịt cá nhưng mà hạn chế đồ mỡ. Thứ ba nữa là phải vệ sinh tai mũi họng thường xuyên định kỳ. Thứ tư nữa là hạn chế ra ngoài khi trời nóng hoặc là khi thay đổi thời tiết, nên ở trong nhà nhiều hơn. Theo các chuyên gia y tế, với diễn biến thời tiết như hiện nay, các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, người cao tuổi cần phải lưu ý tăng cường sức khỏe để phòng tránh bệnh. Những người có bệnh lý nền cần tuân thủ việc sử dụng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ, chủ động theo dõi sức khỏe và thăm khám kịp thời khi có các dấu hiệu bệnh lý. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau cổ vai gáy là một bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày, mà trong nhiều trường hợp có thể cảnh báo các dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến xương khớp. Để hiểu rõ hơn về triệu chứng, nguyên nhân và cách phòng bệnh, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Xuân Thành, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết những nguyên nhân nào gây nên bệnh đau vai gáy và các cái đối tượng có nguy cơ mắc bệnh này ạ? Nguyên nhân đau mỏi vai gáy thường là do chế độ lao động, do các cái tư thế lao động, hay là do các cái bệnh lý của mọi người. Thứ nhất là cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa khớp vai, thứ hai thoát vị địa đệm. Thứ ba là chơi các cái môn thể thao gắng sức ngoài tập quá tầm vận động. Đây là một trong những nguyên nhân gây đau mỏi vai gáy. Còn các đối tượng hay gặp thì gặp ở rất mọi nhiều đối tượng và gặp ở quanh năm, đặc biệt vào mùa hè, mùa ẩm thấp, thời tiết khí hậu khắc nghiệt gây đau mỏi vai gáy. Và đối với người cao tuổi thì là đau thường xuyên hơn. Đó là những cái đối tượng mà hay gặp nhất là đau mỏi vai gáy. Bác sĩ có thể cho biết triệu chứng của bệnh đau vai gáy và nếu không được chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ gây ra biến chứng gì ạ? Triệu chứng của bệnh đau mỏi vai gáy là có biểu hiện đau mỏi vùng vai gáy và hạn chế vận động khớp vai, khớp cổ và là tê tay, tê chân, rồi có kèm theo chóng mặt, mất ngủ. Đó là những cái triệu chứng của bệnh đau mỏi vai gáy. Các đối tượng nguyên nhân nếu mà không được điều trị đau mỏi vai gáy thì sẽ ảnh hưởng thứ nhất đến chất lượng cuộc sống, thứ hai đến sinh hoạt của người bệnh, thứ ba là đến khả năng lao động và có những cái biến chứng nặng hơn, cho nên là phát vị địa đệm gây chèn ép và nguy hiểm cho người bệnh, nên cần được khám để đánh giá và điều trị kịp thời đúng mức độ. Hiện nay có những cái phương pháp điều trị bệnh đau vai gáy như thế nào thưa bác sĩ? Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị do bệnh đau mỏi vai gáy, điều trị bằng phương pháp nội khoa, phương pháp y học cổ truyền, phương pháp y học hiện đại, phương pháp phục hồi chức năng và ngoại khoa. Đó là những cái phương pháp để điều trị đau mỏi vai gáy tùy từng giai đoạn, tùy từng mức độ sẽ có cái phác đồ điều trị cụ thể cho từng bệnh nhân. Xin bác sĩ đưa ra một số lời khuyên để người dân phòng tránh bệnh đau vai gáy. Bệnh đau mỏi vai gáy là bệnh thường gặp do ở nhiều lứa tuổi nên sẽ có những cái lời khuyên cho từng lứa tuổi và đối tượng. Đối với đối tượng lao động thì mình nên có thời gian nghỉ ngơi và vận động sau lao động để cơ thể được thư giãn. Thứ hai là đối tượng người cao tuổi thì để ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, tập các bài tập phù hợp với sức khỏe với lứa tuổi cho phù hợp. Thứ hai là khi đã có bệnh thì mọi người nên khám ở cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ tư vấn về chế độ tập luyện, chế độ điều trị đối với từng giai đoạn bệnh của người bệnh. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.